Chị Cà Chua xin chào tất cả em. Cách đây không lâu, chị Cà Chua đã có một cái video phân biệt 4 loại tuyết và làm slam mây từ 4 loại tuyết đó. Các em rất là hào hứng với cái video đó. Thực ra trên thị trường á, có rất là nhiều loại tuyết nhân tạo đó các em. Trên thế giới có rất là nhiều nước và mỗi nước sản xuất những cái loại tuyết nhân tạo khác nhau đó. Cái này á, chị mới biết gần đây thôi à. Rất là hay đúng không các em? Và hôm nay chị Cà Chua sẽ giới thiệu với các em một loại tuyết nhân tạo rất là mới nữa. Có tên là tuyết siêu mịn. Tuyết siêu mịn tức là sao ta? Nghe cái tên siêu mịn chắc hẳn các em cũng đã đoán ra rồi đúng không? Tức là những cái hạt của nó vô cùng mịn màng, nó giống như là một cái loại bột vậy đó các em. Nghe rất là lạ đúng không? Và hôm nay chúng ta sẽ làm thử slam mây với cái loại tuyết siêu mịn đó nha các em. Nhưng mà trước khi làm thử slam mây với tuyết siêu mịn thì chị Cà Chua muốn thông báo với các em một tin vô cùng quan trọng. Đó chính là hôm nay chị sẽ làm mini game. Mừng 600.000 người đăng ký đó các em ạ. Mỗi lần được tổ chức mini game thì chị vô cùng hào hứng, chị rất là vui, chị rất là thích mini game luôn. Vì vậy các em hãy tạo điều kiện cho chị Cà Chua có thể tổ chức thật là nhiều mini game. Ví dụ như là bây giờ là 600.000 người đăng ký có mini game đúng không? 700.000 người đăng ký chúng ta lại có mini game. Và 800, 900 và 1 triệu. Khi mà chúng ta được 1 triệu sub thì chúng ta sẽ có một cái big game. Các em ơi hãy giúp chị nha. Trước hết thì chị sẽ giới thiệu cho các em những cái món quà mà chúng ta được nhận trong mini game ngày hôm nay. Đây nè các em. Wow! Đây nè các em, đây là toàn bộ quà của chúng ta ngồi hôm nay. Hôm nay thì chúng ta sẽ có 10 phần quà. Mỗi phần quà thì sẽ bao gồm những món sau đây. Đầu tiên, mỗi bạn sẽ nhận được 5 cái chum. Chị đã bỏ sẵn trong bịch như thế này rồi. Tiếp theo sẽ là một bịch tuyết siêu mịn. Đây nè các em, chị thấy á, hình như ngoài thị trường cái bịch tuyết siêu mịn này người ta bán 15-20 ngàn gì đấy. Tiếp theo nữa là mỗi bạn sẽ được một vỉ màu. Một vỉ luôn nha, chứ không phải là một hũ đâu nha. Một vỉ như thế này là chúng ta có 5 màu đó. Tức là đối với một cái vỉ này chúng ta làm được rất là nhiều slam và chúng ta thỏa sức sáng tạo. Tiếp theo nữa là một cái bịch dung dịch làm đông. Đó, cái này là mình dùng để pha với nước nhé. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ được một hộp slam basic này. Đó, đây chị Cà Chua đã làm sẵn và cho đầy vào hộp như thế này rồi. Các em biết tại sao mà chị Cà Chua làm slam basic này để tặng các em không? Đó là có lý do đó. Tức là chị muốn là chúng ta sẽ tự làm một cái slam mây cho riêng mình và pha màu cho riêng mình luôn. Vì vậy chị đã tặng slam basic như thế này kèm theo bịch tuyết nhân tạo. Một cái bịch tuyết nhân tạo này pha được rất là nhiều nha. Và một cái slam basic này làm cũng một cái slam rất là bự luôn đó. Và thể lệ tham gia mini game này thì cũng vô cùng đơn giản. Trước hết là chúng ta hãy xem hết video này. Vì sao? Vì xem hết video này thì chúng ta mới biết cách để làm slam mây với tuyết siêu mịn này đúng không? Tiếp theo là các em hãy like video nè, đăng ký kênh nè, chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem cho vui. Và cuối cùng một điều kiện vô cùng quan trọng, đó chính là chúng ta hãy để lại một cái bình luận. Mỗi bạn chỉ được bình luận một con số yêu thích của mình, từ số 1 tới số 90. Chỉ được bình luận một lần thôi các em nha. Và kết quả thì chị sẽ công bố vào thứ 2 tuần sau, tức là ngày 30 tháng 4 đó các em. Các em ơi còn chần chừ gì nữa, tham gia mini game ngay thôi. Còn bây giờ thì chị sẽ làm thử cái slam mây bằng cái tuyết siêu mịn này nhé. Trước hết thì chúng ta sẽ sử dụng hai món trong cái bộ quà tặng này. Đầu tiên là cái tuyết siêu mịn, thứ hai là cái slam basic mà chị đã làm sẵn và cho vào hũ như thế này. À các em ơi, trong bộ quà tặng này thì chúng ta có hai cái bịch. Một bịch to như thế này là tuyết siêu mịn nhé. Còn cái bịch nhỏ này là dung dịch làm đông. Cái dung dịch làm đông thì chị có ghi chữ lên thế này. Còn cái tuyết siêu mịn thì chị không có cần ghi ha. Rồi, để pha cái tuyết siêu mịn này thì chúng ta... À quên, chị sẽ cho các em xem trước ha. Để xem nó mịn cỡ nào mà gọi là siêu mịn nè. Rất là mịn luôn này các em. Chị có thể thổi mà cái bột nó bay lên được á. Chúng ta cho một ít nước thôi ha. Đó, nó bắt đầu nở lên rồi. Nở được khá là nhiều đúng không? Lúc mà chị sờ vào á, chị cảm giác cái tay nó hơi nóng nóng đó các em. Đó, nó cũng rời rời từng hạt nè.
biết không, đáng lý là chị Cà Chua đã dùng Snow Wonder để làm quà tặng cho mini game lần này. Tuy nhiên là Snow Wonder của chị á, chị đã làm còn có một chút xíu rồi, không có đủ tặng nữa. Đợt restock vừa rồi chị làm rất là nhiều slam, và khi các bạn nhận được thì các bạn vô cùng hài lòng với cái loại đó, tại vì chị làm từ Snow Wonder của Mỹ. Cho nên chị cũng đã tìm ra một cái giải pháp thay thế. Chị hứa là trong những cái đợt mini game sắp tới, nếu như mà Snow Wonder chị mua kịp thì chị sẽ dùng làm quà tặng mini game nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ thay thế bằng cái loại tuyết siêu mịn này. Tại vì trong thời gian gần đây á, chị nghe các bạn bảo là cái loại tuyết siêu mịn này là slamay cũng rất là ok, tức là cũng rất là đẹp. Cho nên là chị đã tìm hiểu và chị mua cái loại này. Các em biết là chị mua ở đâu không? Chị mua của chị Mập Loan Nguyễn đó. Chị Cà Chua đã gặp chị Loan Nguyễn rồi, cũng nói chung là cũng mập mập cỡ chị Cà Chua đó, không ai thua kém ai hết đâu. Và chị thấy là có nhiều bạn bảo là chị Cà Chua với chị Loan Nguyễn giống hai chị em, nhưng thực ra không phải là hai chị em đâu nha các em. Tại vì nó có ngoại hình giống giống nhau và tính cách vui vẻ cũng khá là giống nhau thôi. Ở đây thì chị mua được một ký của chị Loan Nguyễn. Chị Loan Nguyễn bán một ký là 200.000. Tuy nhiên là chị đó có chia thành những cái bịch nhỏ nhỏ 5-7.000 hay 10.000 gì đó để bán cho chúng ta. Chúng ta có thể mua ít ít như vậy để về chơi thử cho biết cũng được. Rồi bây giờ chị sẽ lấy cái Slam Basic này bỏ vào. Mình lấy khoảng một nửa thôi ha. Chúng ta sẽ nhúng tuyết từ từ thôi. Sau đó mình cứ kéo kéo đến khi nào mà mình cảm thấy ổn là được. Còn nếu như mà nó chưa có tơi thành cái sợi thì vẫn cần thêm tuyết. Chỉ lấy một chút xíu vậy thôi, chứ lát nữa khi mà tuyết vào mình kéo kéo nữa nó bông bông lên á thì sẽ được một cái slam bự bự đó. Chị cảm thấy như là chị đang làm cái bánh vậy đó. Nhúng bột bên này, nhúng bột bên kia, xong rồi bóp bóp. Bây giờ lại kéo kéo. Tại cái Slam Basic á, chị cần phải làm cứng để lúc mà cho tuyết vào thì nó mềm mềm ra là vừa. Cái công đoạn kéo này thì nó khá là vất vả một chút xíu, chúng ta chỉ cần cố gắng là được. Kéo hồ nó mỏi tay mà. Tuy nhiên là sau khi làm xong, nếu mà thành quả đẹp thì cũng đáng, đúng không các em? Yeah, slam của chúng ta đã bông lên rồi đấy các em. Đó, các em thấy không? Chị sẽ cho các em xem rõ hơn nhé. Wow, vậy là cuối cùng chị Cà Chua cũng là slamay thành công từ cái loại tuyết siêu mịn này nè các em. Nếu như Snow Wonder làm slamay 10 điểm thì cái này chị nghĩ là khoảng 8.75. Tức là cái này á, chơi nó cũng rất là đã và nó rất là bông. Tuy nhiên là nó hơi dính tay một tí. Nhưng mà chị cảm thấy cái điều này không sao. Tại vì nếu như slamay á, mà cái hạt nó bự bự quá, nó rớt ra nhiều quá thì nó mới đáng nói. Còn cái này thì nó hơi dính một tí thôi, nó không sao hết. Chơi vẫn rất là đã. Bây giờ chị sẽ pha màu. Chúng ta sẽ dùng cái màu này để pha và cho vào cái hộp này. Chị chia đôi chỗ này ra, một nửa thì chị sẽ để slam màu trắng, một nửa thì chị sẽ pha màu xanh này. Pha màu xanh này vào nhìn cho nó mát mắt.
đã lên màu rồi này kia. Rồi, mình cho vào hũ thơ rồi. Như các em cũng đã thấy đó, cái tuyết siêu mịn này làm flamme cũng khá là đẹp đúng không? Nếu như bạn nào muốn mua thì cứ liên hệ chị Loan Nguyễn mua cho nó nhanh nhé. Và có rất là nhiều em cứ hỏi chị cà chua hỏi suốt luôn, nhắn tin hỏi và rất là quan tâm, hỏi chị là tại sao chị không restock tiếp đi. Nhưng thực sự thì chị cà chua rất muốn đó các em, rất là muốn, tại vì có rất là nhiều em chờ đợi. Tuy nhiên là cái Snow Wonder mà chị đặt ở bên Mỹ á, nó chưa có về kịp đâu, phải mấy tuần nữa nó mới về lại đó các em. Vì vậy chị cà chua phải đợi Snow Wonder về thì mới restock tiếp được, tại vì tất cả slamme và cream của chị đều làm từ Snow Wonder. Tuy nhiên là trước khi Snow Wonder về và trước khi chị restock tiếp theo thì chúng ta hãy cứ tham gia mini game này để biết đâu trúng thưởng thì có thể trải nghiệm được cái bộ kit làm slamme này từ tuyết siêu mịn này từ chị Gà Chua tặng nhé. Còn bây giờ video này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu như các em thích video này thì đừng quên bấm like nhé và nhớ tham gia mini game nha. Bye bye các em, hẹn gặp lại các em những video sau.